Ngày 7 tháng 12, đánh dấu 74 năm diễn ra cuộc tấn công của Nhật nhắm vào căn cứ hải quân của Mỹ ở Trân Châu Cảng tại Hawaii. Năm 1941, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt tuyên bố rằng vụ tấn công ngày 7 tháng 12 là một ngày ô nhục. Một ngày sau đó, Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản và tham gia Thế chiến II. Hơn 2.400 binh sĩ hải quân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ vào nơi mà nay là một tiểu bang của Mỹ nằm ở giữa Thái Bình Dương. Hiện nay, Nhật Bản là một đồng minh thân cận của Mỹ và hiện con số các cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu trong Thế chiến II còn sống ngày càng ít đi.